Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản mọi người. Hôm nay tiếp tục quay Cần Câu mọi người. Hôm nay là một lố cần mini này, nhỏ nhỏ cho anh em mới tập câu đi câu, hoặc là cho tiện dụng là bỏ cốp xe mọi người, bỏ cốp xe đem đi câu, gặp chỗ nào thì câu chỗ đấy cho nó vui. Đấy. Đầu tiên là cái cần này. À, toàn bộ cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Đấy, ngoại hình của cái cần này. Ngoại hình cái cần này thì sơn rất còn đẹp đấy, khoảng cỡ 90% ấy. Nhưng mà cái này thì nó mắc cái độc rồi. Cái này nó mắc cái độc rồi nha mọi người, mắc độc rồi. Đấy. Đấy. Nó mắc cái độc rồi. Thành ra nó chỉ còn cái này thôi, về mọi người thêm độc vào. Đó, thêm độc thêm fan vào nhé. Đấy. Mấy cái fan còn lại thì ok, nó mới nhưng mà có điều nó bị tụt mất cái độc rồi. Đấy, nó mất độc rồi nhé. Rồi. Cái này thì nó 1m8 nhưng mà có điều là nó mất độc rồi, sẽ để mình thử xem nó còn bao nhiêu. 1, 2, 3, 6, còn khoảng 1,5m nha mọi người. Còn khoảng 1,5m mất cái độc khoảng 30-40 phân. Đấy, 30-40 phân. Đây. Còn mấy chữ nha mọi người, mấy chữ mấy tám này là lúc nó còn độc nha mọi người. Đấy, thu vào là 44cm nè. Ủa, cái độc nó mắc lúc nào ta? Đây, 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 còn có độc đây mọi người, còn có độc đây. Nhầm. Đây, còn có độc đây. Chỉ có mắc phan thôi nha mọi người, bị gãi một tí nè. Đấy, bị gãi một tí độc này nha. Đấy. Cái này cái số 1 dài 1m8 thu vào 44cm, độc là 1,76 ly, cân nặng 120g. Cái này cái số 1. Cái này mình bán 100 thôi. Cái này bán 100 nha mọi người, 100. Tiếp theo số 2 cũng là một cái cần mini. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này thì nước sơn còn cũng còn được nha mọi người. À, China xuất Nhật nha mọi người, hàng China xuất Nhật đấy. Này. Đấy, mấy cái fan thì hơi bị rỉ. Đấy, nhưng mà đá vẫn còn nha. Đấy, về đánh đi nó sập cái này. Cái mọi người xách sơn nhũ qua. Sơn qua đây. Để nó khỏi rỉ nha. Rồi. Độc này. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cái cần số 1 cũng bốn lóng, cái cần số 2 này cũng bốn lóng, dài 1m65, thu vào 42cm, độc là 1,9 ly, cân nặng là 110g. Cái này cái số số 2. Cái này bán 101 nha mọi người, 101. Số 3 tiếp tục là cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85%. Đấy, khoan này, khoan kim loại đấy, còn đây nhưng mà hơi bị hoang rỉ, về đánh cho nó trơn rồi nhé. Đấy, đọt của nó đây. Rồi, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Cần này dài 1m6, thu vào 43cm, độc là 1,8 ly, cân nặng 80g. Cái này cây số 3 và là bán 90. Số 3 bán 90. Tiếp theo số 4 lại một cây cần mini phíp. Cái cần này của Suzumi này. Cái cần này thì ngoại hình khoảng cỡ 85% nha mọi người, nhưng mà nó điều mấy cái fan nó bị dỉ. Đây. Ok. Nó mắc một cái fan như này, mắc một cái fan như này nha mọi người. Nó đáng ra nó có 4 cái fan mà mắc một cái fan nhé. Đấy. Rồi. Một lóng. Hai lóng. 3 lóng, 4 lóng,
Nằm, nằm lóng tất cả nhé. Nằm lóng tất cả. Đây, bát vặn. Cần này dài 1m8, thu vào 45cm, độc là 1,9 ly, cân nặng là 100g. Cái này cây số 4. Số 4. Cái này bán 100. Số 4 100 nha mọi người. Tiếp theo, số 5 là một cái cần mini nữa, chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, ngoại hình của nó thì khoảng 90%. Dàn phan này, phan thì cũng hơi bị rỉ. Đây. Đá vẫn còn ok nhé. Đột này. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. 5 lóng. Những cái cần mini này phải là cần của Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Cần Trung Quốc xuất Nhật hết, cần mini này Trung Quốc xuất Nhật hết nha. Đấy, mình nấu rất cho nhanh luôn. Cần này dài 1m7, thu vào là 50cm, độc là 1,8 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 5. Số 5. Cây này bán 120.000. 120.000 nha mọi người. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. 5 lóng nha mọi người. Tiếp theo số 6. Đây, số 6 là một cũng là một cái cần mini, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng đây, nước sơn đồ còn khoảng 85-90% nha mọi người. Đấy. Đột này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Khoan. Cái cần này dài 1m65, thu vào 42cm, độc là 1,6 ly, cân nặng là 80g. Cái này cây số 6. Số 6. Cái này bán 101. Bán 100 thôi. 100 thôi nha mọi người. Tiếp theo. Số 7. Đây, cũng là China nhưng mà xuất Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp. Đây, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đấy, dàn phan. Đang rỉ chỗ này mọi người về đánh nè, còn đá còn ok nha mọi người. Này, chỗ này có cái khoang cuối này mắc đá. Khoang cuối này mắc đá nha mọi người. Đột. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người. 5 lóng tất cả. 6 lóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóng nha mọi người. 6 lóng, 6 lóng. Cần này dài 2m1, thu vào là 46cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 7. Số 7. 120.000. Số 7 120.000 nha mọi người. Tiếp theo số 8. Cây số 8 cũng là một cây cần mini, chất liệu là phíp. Và hình của cây cần này khoảng 85%. Đây. Dàn phan cũng bị dỉ, còn đá nha mọi người, dỉ nhưng mà còn đá trượt cước vẫn ok. Đấy. Đột. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Mấy cái phan này nó hơi bị tụt ra khỏi chỗ vị trí về mọi người dán lại nhé. Cái cần này dài 1m65, thu vào 43cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 100g. Cây này cây số 8. Số 8 bán 90.000. Số 8 bán 90.000 nha mọi người. Tiếp theo, cần số 9 cũng là một cái cần mini, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Đây. Dàn phan bị dỉ mà còn đá nha mọi người. Ok. Đọc này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nhé. Cái cần này dài
mét 7 thu vào là không thu vào 50 cm, đọt là 1,97 ly, cân nặng là 120 gram, 120 gram nha mọi người. Cây này cây số 4, số 9 này bán 100 ra. Số 10 đây cũng là một cây cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90%, đấy hiệu này Club Ten này. Cái cần này á thì có cái fan này bị mắc cứng quá, mình đãi không, mình đãi chưa đi nhá, đãi nó chưa đi, nó chưa tụt lên, nó đang cứng như thế này đây đấy, chưa vô nha mọi người đấy. Nhưng mà nó vẫn còn bình thường đấy, đá đi còn bình thường nhé, đá đồ còn bình thường, đồ bu còn bình thường nhé. Cái cần này dài 1m65, thu vào 49 cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 80 gram. Cái này cây số 10, số 10. Cần này bán 90.000. Đấy, 90.000 do nó bị mắc rồi, này về cho mọi người gỡ. Đây. Số 11, đây cái cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây, dàn khoan của nó. Đọt 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5, 6 nha mọi người, 6 lóng tất cả. Đây, bát vặn nhé. Cần này dài 2m4, thu vào 55 cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 160 gram. Cây này cây số 11. Ngọt. Ngọt, cái cần này bán 140.000. Tiếp theo số 12 là một cây cần này, cũng cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này 90%, 95%, 90%. Đấy. Đây, dàn phan nhìn còn đẹp này. Ok. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, đọc 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. Bắt lặng này. Cần này dài 2m, thu vào là 50 cm, đọc là 1,7 ly, cân nặng là 140 gram. Cây này cây số 12. Cây này bán 140. Số 13 lại một cái cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây. Cái cần này, ủa cây này bị gãy đọt rồi mọi người, bị gãy đọt rồi, gãy đọt, còn máy đây, mắc nắp đít nè, gãy đọt của mắc cái nắp đít luôn. Cái này cũng đang còn được 1m7 đi chứ, 1m2 cũng còn được 1m6, 1m7. Vậy mọi người thay gì đó là thay nha mọi người. Chỗ đó không, mình không đảo thông số này đó. Cái này thu vào là 45 cm này, cân nặng 120 gram này. Đấy, nó gãy rồi nhưng mà vẫn còn được 1m7 nha mọi người. Cái này số 13. Này 50.000 nha mọi người. Đây. Số 14, một cây cần cũng mini luôn, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại. Chất liệu là phíp, đây, bát Fuji luôn này. Ngoại
hình của cây cần này khoảng 85-90%. Này đọt của nó mắc một cơ số phang nhé, mắc cái phang đây này, mắc đây cái phang, đây cái đầu bu nữa hết đây. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nhiều người, 6 lóng. Cái cần này dài 2 mét, thu vào 45cm, đọt là 1,5 ly, cân nặng là 120 rồi đó. Cây này cây số 14, 100 nghìn, 14, 100 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 15 cũng là một cây mini, chất liệu là phíp. Cây này cũng là Suzumi nha mọi người, Suzumi. Ngoại hình của cây cần là khoảng 80%. Đây, đầu của nó đây, nó mắc một cơ số fan rồi, nó chỉ còn một cái fan ngay đây thôi, còn một cái fan chứ mọi người. Này mắc chắc cũng một cái đầu bu với lại 2-3 cái fan gì đấy, một cái bu 2-3 cái fan gì đấy. Bass Fuji này đấy. Cái cần là dài 1m9, thu vào là 70cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng 100g. Cái này cái số 15, 100 nha mọi người. Tiếp theo 16 là một cây cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 80%. Đấy, có cái thông số gì đây, mắc cái đầu bu nha mọi người, mắc cái đầu bu. Còn lại phang thì hơi bị dĩ, còn đá nhé. 1, 2, 3, 4, 5 5 lóng. Cái này dài 2m7, thu vào 72cm, đọt là 2 ly, cân nặng 180g. Cái dàn phang là về mọi người thay hết đi. Đấy, cái này cây số 16 70. Tiếp theo cây số 17 này, cần này cũng bị gãi cái đọt chỗ này này. Đấy, cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, đây uống thử cái chỗ này cho mọi người, rồi văng luôn này, bị gãi cái đầu bu rồi, ra đây rồi giờ mình dán luôn vào đây cho mọi người nhé, dán luôn vào đây. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 54cm, đọt là 2,24 ly, cân nặng 140g. Cái này cái số 17 80 nghìn, 17 80 nghìn nha mọi người. Dán luôn qua vào đây. Tiếp theo số 18, cái cần có hiệu gì đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Này đọt này bị mẻ gãi chỗ này rồi. Cần này có giật cái rô sướng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lóng. Mình để coi cái dàn phang này thôi. Này, 6 lóng nha mọi người.
fan chỗ này nó bị tụt khỏi vị trí, về mọi người dán lại thôi. Dán lại thôi, không có sao nhé. Bát vặn này. Cái cần này dài 1m85. Thu vào 39cm, đọt là 2 ly, cân nặng 180g. Cái này cây số mười tám 90.000, 18 90.000 nha mọi người. Đây số 19 cũng là một cái cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây fan thì bị dỉ còn đá nha mọi người, chỗ này hình như nó sắp tục, người ta dán keo vào đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng. Cân này dài 2m4, thu vào 53cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 180g. Cái này cây số 19. 19 này bán 100. Tiếp theo, cái cần số 20 cũng là một cái cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 80% nha mọi người. Đây, khoan còn ok. Bởi vì dĩ xí thôi. Đây, đọc 1, 2, 3, 4, 5 5 lóng nha mọi người. Đây, Club 10 Trung Quốc xuất nhập hết nha mọi người. Ủa? Chả có tên tủ gì thôi. Đó, máy đo lại luôn. Cái cần này dài 1m 1m75, 1m8 nha mọi người. 75, 1m8. Thu vào khoảng 4,7cm, 47cm nha mọi người. Đọt, cho mình đo cái đọt. Đó, 1,8 ly nha mọi người. 1,8 ly. Cân nặng. Cân nặng là 140 g. Đấy. Số 20. Cái này bán 100. Số 21 cũng là một cái cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần là khoảng 75%. Đây dàn fan rỉ còn đá nha mọi người. Đây. Một lóng, 2, 3, 4, 5 5 lóng nha mọi người. China xuất nhập. Đây fan bát vặn. Bây giờ 2m1, thu vào 54cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 110g. Cây này cây số 21. 21 120.000. Tiếp theo số 22. Cần mini, chất liệu là phíp, ngoại hình của cần này khoảng
80%. Đây, hàng phan. Phan tím, xanh tím. Đây. Đầu. 1 2 3 4 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Bát vặn này. Cần là dài 1m8, thu vào là 46 cm, độc là 1,8 ly, cân nặng là 100 g. Cái này cây số 22. 22. 101 nha mọi người, 220 101. Tiếp theo số 23 là một cây cần NFT cũng mini nha mọi người. Đấy, chất liệu là phíp. Cái cần này mắc độc rồi mọi người, mắc độc rồi. Đây còn chừng này thôi, còn từ cái lóng thứ hai nhé. 1 2 3 4 5 6. Cần mini của NFT 6. Này, bát vặn này. Cần này đang dài 1m7. 1m6. Dài 1m6 nha mọi người. Số 5 665. 1m6. Thu vào là 34 cm, thu vào 34 cm. Một cái ống phía trên nha là ống thứ hai nữa là 5,2 ly nha mọi người. Cân nặng là 220 g. Cái này số 23. Số 23 90. 23 90 nha mọi người. Về bỏ thêm cái độc vào. Hai mươi bốn là một cây cần hai đoạn, chất liệu là nhựa đặc nha mọi người, nhựa đặc. Đấy, cần hai đoạn, à, đọt của nó đây. Phan rồi thì mình thấy còn ok. Đây, một cái phan này và có ba cái phan này. Đấy, đầu bu đây, bắt vặn. Cái cần này dài 98 cm, thu lại là 52 cm, độc là 0,9 ly, cân nặng 100 g nha mọi người. Cái này cái số 23. Ủa? 23 24 24 là số 24. 70.000. 24 70.000 nha mọi người. Tiếp theo 25 cũng là một cái cần mini, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đây dàn phan rỉ, vừa rỉ không còn đá nha mọi người. 1 2 3 4 5, 5 lóng. Cái cần này dài 1m65, thu vào 42 cm, độc 1,7 ly, cân nặng 110 g. Cái này cây số 25. 25. Cái này bán 100. Tiếp theo, cây mini chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90%. Đây, dàn phan rỉ nhưng mà còn đá nha mọi người. Đấy, nó còn xài được. Ồ, đọt nó bị gãy chỗ này mọi người, gãy. Về mọi người xử lý nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lắm tất cả. Cái cần này dài 2m6, thu vào là 65 cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 220 g. Cái này số 26. 26 100.000.
Tiếp theo, cây số 27 cũng là cây cuối cùng trong video ngày hôm nay. Ui, nó bị rỉ luôn cái này chỗ này rồi. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người, độc. Khoan thì cũng bị rỉ. Nhưng mà còn đá nha mọi người, khoan cũng bị rỉ còn đá. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Cái bát bị dĩ rồi, về mọi người vệ sinh đi. Cần là dài 1,6 thu vào 34 cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng 120 g. Cái này số 27, số lại bán 50. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đồ cao thì mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200 ngàn trở lên mình sẽ ship. Và một vấn đề quan trọng nữa đó là mọi người trước khi nhận hàng phải mở hàng ra kiểm tra cẩn thận xem có bị sai sót hay là thiếu sót gì so với trên video hay không, và bị gãy vỡ hay nứt điều gì đó trong quá trình vận chuyển hay không mọi người. Có chuyện gì thì phải điện cho mình giải quyết trước lúc nhận hàng. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng rồi với điện thoại báo nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.